Đi mua một bó hoa về nhiều màu lắm anh, nó cũng đẹp lắm nhưng mà nó được bọc trong một cái giấy kiến á. Có hoa đó là cũng như trưng bàn, không phải là hoa ngày lễ, hoa để trưng bàn. Ở ngoài chợ người ta hay bán á chị. Hoa thì đó rồi là hoa cúng nha. Thì nói đâu ra là như vậy á. Cũng gần gần đến ngày 8 tháng 3 rồi. Tưởng ra ngoài đường là cũng nhiều bánh hoa lắm, kiếm hoa hồng mà không thấy hoa hồng nó bán. Em thấy hoa này cũng giống giống hoa hướng dương. Đâu biết là nó hoa cúc đâu, đâu biết là nó hoa cúc đâu. Thế trời em đất ơi là trời. Em có... Hai vợ chồng rất là cao nha. Là... Đúng rồi, dáng rất đẹp luôn ấy. Như người mẫu. Đúng. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, em tên là Nguyễn Thúy An. Năm nay em 29 tuổi, quê của em là ở Bạc Liêu. Và công việc của em là nhân viên kế toán và em làm tại Cần Thơ ạ. Chào An, mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Thanh Vân, chào quý vị khán giả xem trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Thành. Năm nay em 29 tuổi, em sinh ra lớn lên ở Lâm Đồng. Em đang công tác tại Ban Kỹ thuật Trung đoàn 97, Trung đoàn 30 Quân chủng Phòng không Quân ạ. Chào hai bạn bằng tuổi nhau đấy. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà khiến cho cô nàng kế toán ở Bạc Liêu quen với một anh quân nhân ở Lâm Đồng? Ở Lâm Đồng. Tụi em quen nhau là qua Facebook á. Thế hai bạn quen nhau từ năm 20 bao nhiêu? 2020. Lúc đó là em còn đang học đại học của năm 2 ở Bạc Liêu. Do trước đó là em tốt nghiệp cấp 3 xong thì em đi làm tầm 4 năm thì em mới quay lại học đại học. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy nhau được là 1 năm 8 tháng rồi chị. 1 năm 8 tháng? Dạ, đúng rồi. Điều gì mà khiến mà bạn lên Facebook? Hồi đó là có Facebook nó có chức năng hẹn hò ấy. À, ghép đôi. Ghép hò, em còn độc thân vô tính mà. Nên là cứ đi thả thính thôi. Thả cái có dính ai không thì dạ, chính thính dính nhúng vợ em. Chính thính dính nhúng vợ em. Ồ, là người đầu tiên luôn? Dạ vâng. Thật không? Thật chứ. Lúc đó là em có nhìn thấy cái avatar của cô bạn này thì là em có kết liền đúng không? Dạ, lúc bắt đầu thấy hồi đấy bạn chụp trong lễ hội đúng không? Trong siêu thị. Dạ, siêu thị cái thấy có đèn lồng rồi ấy mặc cái áo màu hồng trông dễ thương lắm. Thế là em thấy hợp gu thì em kết bạn này, nhắn tin qua lại thì thấy thì dính thính. Còn bạn này có phải là người đầu tiên thả thính em không? Cái ứng dụng đó thì trước đó thì em cũng không biết là mình đã đăng nhập từ bao lâu rồi. Nhưng mà vô tình đêm đó em vô thì em thấy có nhiều người nhắn tin á. Em thấy nó phiền á, em không có để ý. Nhưng mà em thấy anh này vẫn có bộ đồ quân phục của quân đội á. Em thì có một niềm đam mê với quân phục của quân đội, kiểu như là em thích màu xanh á. Anh này cũng kiểu như hi hai thôi chứ không có hỏi nhiều. Rồi sau đó thì mới xin nick Facebook, rồi xong rồi anh mới kết bạn, rồi qua đó nói chuyện đâu tầm 5 tháng á, anh này mới nói là xuống Bạc Liêu để mà đi chơi mấy địa điểm ở Bạc Liêu á, nhưng mà không biết đường đi, em có thể là dẫn anh đi được không? Thì trên đó thì Facebook em cũng có đi chơi nhiều chỗ trên Bạc Liêu, em cũng có chụp hình á, rồi anh cứ gửi hình báo là tấm này em chụp ở đâu mà xin dậy dẫn anh đi thì kia, hẹn là một ngày cuối tuần nào đó thì anh sẽ xuống. Thường ngày cuối tuần thì em cũng đi về quê không, mà em không có ở lại Bạc Liêu. Dạ, em ở Đông Hải Bạc Liêu, còn em học thì ở trên thành phố cách đó cả tầm 50 cây. Dạ, thì cuối tuần đó thì chồng em bảo là xuống thì em ở lại, em không về để mà em đợi, em nghĩ là sẽ dắt bạn xuống để đi chơi cùng thôi chứ không nghĩ là hẹn hò, tại vì lúc đó bằng tuổi nhưng mà em bắt chồng em kêu em bằng chị. Chồng em vẫn kêu. Cái lần gặp đầu tiên đó thì trên cái xe đó thì có cả mẹ chồng em và ngoại chồng em nữa. Ủa nhưng mà em dẫn mẹ với bà ngoại xuống dưới đi chùa, đi mẹ Đông Hải hay là có ý là đi gặp mặt cô gái này? Dạ không, tại hôm đấy là bà với cả mẹ xuống đây thăm em chơi. Tại lâu lắm rồi cũng không con công tác như này mà chưa giờ xuống thăm á. Tình cờ thôi. Thế hỏi là thế bây giờ mẹ với cả bà anh xuống đây thăm thì em có đi chơi cùng thì có được không? Bạn đồng ý thì xuống đây luôn. Nói chung là nó tới một công mà 3-4 việc luôn. Nhưng mà nè, xuống dưới rồi thì hai bà là nhìn thấy cô bạn này thì có ý gì không? Dạ, thấy ưng luôn vậy. Ưng luôn. Mẹ với bà ngoại của Thành xuống á thì là em đưa cả nhà đi đâu? Dạ, lần đầu là em đưa ra mẹ Nam Hải để thắp hương. Dạ. Xong rồi em dắt cả nhà đi ăn bánh xèo ở Bạc Liêu. Cái lúc ăn đó thì bà ngoại có gợi ý là thôi không đi nữa đâu, mệt quá bây giờ xuống ở quê của bé An chơi đi. Em cũng sợ với ngại, thì em cũng có bạn ga là nhà em xa lắm, đi cả tầm 2 tiếng á, thì đi tới đó thì cũng đã
2-3 giờ chiều rồi, ngoại về lại đây nữa thì nó quá trễ rồi. Thôi mà ngoại bảo không sao đâu, tầm sắp bây giờ tôi dẫn lên xe lái về được không sao đâu. Rồi sao có dẫn dạ, về không? Dạ, xong rồi em mới lẻn lẻn ra ngoài, em điện cho mẹ em bảo là hôm nay con có dắt gia đình của bạn ở trên Cần Thơ xuống Bạc Liêu chơi, nhưng mà người ta muốn xuống quê mình chơi, sẵn tiện ghé nhà mình luôn. Mẹ hỏi là người lớn hay sao thì em mới trả lời là dạ, bà ngoại cũng 70+ tuổi rồi. Mẹ nói ừ, người lớn thì không sao, kiểu như cũng nghĩ là đàng hoàng. Nhưng xong rồi cái mẹ em mới điện 500 anh em lại, kiểu như là mặn vịt mặn gà nấu cháo cái kiểu để gia đình của bạn bình thường thôi, chứ em không nói là người yêu. Xong mà mẹ em cũng hiếu khách á, thì cũng đãi tiếp đón nồng nhiệt lắm. Gia đình chậm xuống thì kiểu như mấy anh chị xung quanh hiểu lầm em là đây là bạn trai của em và gia đình chồng em là đang đi xuống để xem mắt em vào ngày cuối tuần. Kiểu đúng đó chứ. Hiểu lầm nhưng mà thật ra nó đúng đó em. Đúng rồi, đúng quá luôn. Đúng rồi. Dạ đúng. Nhưng mà nè, mẹ đó là người miền Tây. Dạ đúng rồi. Còn Thành là hai bà là người Bắc đúng không? Bắc đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì giữa cái văn hóa khác miền như vậy thì nó có gặp những cái sự khác biệt và nó có gây nên sự trở ngại gì không? Có anh. Mẹ chồng em thì kiểu như là người miền Bắc nhưng mà hiện đại. Mẹ em trẻ lắm, mẹ mới có 50 thôi, nhưng mẹ của em thì đã 60 rồi. Trên vừa trên là tuổi, vừa trên là cái quan niệm sống. Mẹ em cứ quan niệm là trai miền Bắc là kiểu như là gia trưởng. Rồi thêm công việc của chồng em như thế này thì kiểu như là ở một mình nhiều hơn, chăm lo cho con nhiều hơn, chồng đi công tác nhiều hơn. Thì mẹ bảo là xa gia đình mà thêm ở một mình không quen ai cho nó nữa. Thì mẹ nói là mẹ không muốn, mẹ cứ bàn ga thôi. Mẹ còn bảo là nếu như mà tao biết gia đình bạn này là người Bắc á thì cản rồi. Mẹ không thích người miền Bắc. Lúc đó là mối quan hệ của hai đứa là nó có tiến triển như thế có nào rồi? Trên xe đi á thì ngoại em bảo là giờ này còn chị em gì nữa, hai đứa mày cưới nhau đi trong năm nay thì tao cho bé An 3 chỉ, tao cho cái Thành 2 chỉ. Tối hôm đấy thì em tỏ tình với vợ em luôn. Nhưng mà vẫn còn đang gặp một cái lấn cấn từ phía mẹ em. Mẹ vợ, đúng. Đó, vậy thì làm sao để hóa giải cái điều đó? Em cũng lấy ví dụ và cái người chồng miền Tây là như vậy đó. Cũng không có phải mặc định rằng là trai Bắc là sẽ như vậy. Đúng rồi. Cái đó là kiểu như mẹ thấy những cái người ngày xưa thôi. Đúng chứ rồi. Hiện đại bây giờ cuộc sống nó đã khác nhiều rồi, không giống như là như vậy nữa. Về phía mẹ và bà ngoại của Thành thì có cái động thái đẩy thuyền nó ra sao? Hai bà thì cứ mưa dầm thấm lâu thôi, em thì cứ ăn vạ xuống đây ăn vạ suốt. Mẹ em khó, mẹ em bảo chứ hai đứa chưa có gì với nhau, người lớn cũng chưa có nói chuyện gì hết mà người lớn bên đây đã qua bên đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chẳng chưa có nói gì. Xong mà chồng em thì cũng chưa có nói gì, mẹ sợ là sau này hai đứa không thành thì em lại mang tiếng. Xong rồi cái lần Tết năm 2022 mẹ chồng em cũng định xuống một lần nữa, lần cũng ngay dỗ ngoại nữa. Em cũng kiểu bàn ga với mẹ chồng em thì cái lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Đây lúc đấy mẹ vợ em cũng xui xui rồi, chốt ngay không bà đổi ý mất, chốt ngay không bà đổi ý mất. Tại vì chồng em xuống nhà chơi là nhà rửa chén hay là giặt đồ gì đó sẵn vô làm em luôn. Làm thì chồng em cũng sẽ làm. Cái mẹ em từ nhiều lần như vậy thì mẹ em cũng hay la bảo là con trai con đứng lên đi, cái việc này để vợ con nó làm và con An nó làm. Nhiều lần như vậy thì mẹ em cũng cảm thấy là ừ được, không còn những cái định kiến trong đầu. Dạ đúng là rồi, trai Bắc là gia trưởng nữa. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, đúng không? Thật ra là không phải là miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đâu. Dạ. Mà những người mẹ trên thế gian này đều rất sợ con gái của mẹ khổ gặp phải những ông chồng gia trưởng. Đúng. Dạ. Đó. đúng. Bao nhiêu lâu thì cưới luôn nào? Dạ, sau khi lần gặp đầu đó thì một năm 7 tháng. Thời gian mà bạn này á cứ xuống thăm em á, có ngày nào mà ở lại đêm không? Dạ có, anh thường xuống mấy ngày cuối tuần á. Đêm mà tối ngủ đâu, Chị chồng em là thuê cái nhà nghỉ bên cạnh 150.000 một đêm để ngủ. Xong rồi cái sáng hôm sau chồng em lại trọ sớm nhưng mà không dám gõ cửa. Em thì cuối tuần em hay ngủ nướng, em thức dậy em mở thì thấy chồng em đứng. Chồng em bảo anh đứng đây từ sớm mà anh không dám gõ cửa. Sao vậy? Sao không vô nhà trọ ngủ ké luôn? Thì nhanh vậy anh. Không, phải hỏi luôn chứ. Dạ, trời ơi. Mấy lần sau thì cũng có xuống nhưng mà là ngủ võng. Xong mà ở giữa cái võng thì có một cái chiếc xe máy của em. Rồi em ngủ cái niệm bên đây. Chồng em nằm võng đưa lúc lắc bảo thương nha, mấy núi cũng chèo mấy xong cũng đội mấy lèo cũng qua mà. Nhưng mà anh chỉ dước mỗi chiếc xe mình qua không có được. Dễ thương không? Người ta đã chắn chiếc xe rồi. Rồi bao lâu thì cái xe đó đi bỏ ra?
mãi là tới lúc mà đám hỏi á thì chồng em thật tình lắm, bảo chứ vợ ơi, đám hỏi anh về dưới rồi mẹ có cho hai đứa ở chung phòng chưa. Xong rồi em bảo không, vẫn chưa luôn. Vẫn chưa luôn, chồng em vẫn ngủ phòng khác, em ngủ phòng khác. Chồng em thắc mắc bảo người ta hay nói là đám hỏi là được ở chung với nhau rồi mẹ, xong rồi mẹ khó gì chứ về chưa nữa. Từ cái đám nói tới đám cưới là bao lâu? Là 7 tháng anh. Trời ơi đúng rồi, ổng khó chịu là đúng rồi. Đúng rồi. Cái đêm động phòng hai đứa chắc nó ấn tượng lắm đúng không? Rất là nhiều kỷ niệm đúng không Thành? Bây giờ nó đỏ mặt hết trơn, nó không kể được đâu. Thôi, bây giờ mình nói sang chuyện khác đi. Không biết Thành có lãng mạn không ta? Em đoán. Theo cả. Em thì Thành là người lãng mạn. Nói ít làm nhiều. Đó. Đúng không em? Nói nhiều nhưng mà làm ít vậy. Nhắn tin đó thì nói rất là lãng mạn và nói rất là nhiều luôn. Ghi tin nhắn là khúc khúc vậy nè chứ không gọi ngắn ngắn gì đâu. Nhưng mà khi gặp nhau thì không nói gì nhiều hết trơn á. Thí dụ 8 tháng 3 thì tặng cho em cái quà gì bất ngờ? Cái lần đầu tiên của 8 tháng 3 chồng em xuống chợ em là không có phải ngay ngày 8 mà đâu đó tầm ngày 5, ngày 6 á. Thì sáng hôm đó hai vợ chồng em mới đi chợ đi nấu ăn. Thì hai đứa đi chợ về nấu ăn xong về rồi để đồ đó rồi chồng em lại quay xe đi nữa. Em hỏi đi đâu, chồng em bảo anh quên này, cái đi mua một bó hoa về nhiều màu lắm anh, nó cũng đẹp lắm nhưng mà nó được bọc trong một cái giấy kiến á. Có hoa đó là cũng như trưng bàn. Không phải là hoa ngày lễ, hoa để trưng bàn. Ở ngoài chợ người ta hay bán á chị. Hoa thì đó rồi là hoa cúng nha. Thì nói luôn ra là như vậy á. Cũng gần gần đến ngày 8 tháng 3 rồi. Tưởng ra ngoài đường là cũng nhiều bán hoa lắm, kiếm hoa hồng mà không thấy hoa hồng nó bán. Em thấy hoa này cũng giống hoa hướng dương. Đâu biết là nó hoa cúc đâu, đâu biết là nó hoa cúc đâu. Trời ơi, đất ơi là trời. Em có thương chồng em không? Em có buồn cười chồng em không? Em thấy chồng từ ngoài cổng vô, em thắc mắc, ủa mình không có bình hoa mà mua cái bông này về thì cũng đâu có chỗ đâu mà trưng. Em cũng không nghĩ là tặng lễ luôn, chồng em cầm vô ngọt ngào lắm. Hôm nay chưa tới lễ thì anh mua trước tặng cho em. Tại vì ngày 8 anh không có thứ này được, anh chụp rồi, chiều nay anh đi về. Cái lúc đó em mới dở cười ra, đây là bông cúng mà anh. Bây giờ là cứ đi ra ngoài đường em thấy hoa là vợ em bảo hôm nay rằm đúng không anh? Bây giờ 14 tháng thứ 2 là 8 tháng 3 ngoài đường nó bán hoa nhiều ấy, vợ em hỏi là ngay ngày rằm đúng không chồng? Ngày rằm hay sao nhiều người hoa bán hoa đấy. Nhưng mà chồng em dễ thương đúng không? Các em trong suốt thời gian yêu nhau chắc đâu có giận nhau đâu đúng không? Dạ có anh, chồng em có một cái tật là rất là tôn trọng bạn bè luôn. Khi mà đi nhậu là không bao giờ cầm điện thoại. Cho dù ai điện cũng không nghe máy, không bắt máy luôn. Bạn gái gọi không bắt máy luôn? Không luôn, là đầu giờ bảo là đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Trời ơi, không bao giờ kiếm được chồng em, tới lúc chồng em tỉnh thì mới kiếm được. Tại vì mấy bạn em toàn đô bất tử em muốn được 2 ba ly em say mất tiêu, em lên trường em ngủ sáng hay mới dậy. Thôi mình qua luôn tới cái phần kia đi, cái phần sau khi cưới luôn. Đúng. Đi. Thế thì bây giờ cái vụ mà nhậu mà coi như là không cần điện thoại, không cần phải liên lạc. Đấy là tật xấu, tật xấu. Có tới bây giờ luôn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi, đỡ hơn. Chồng em cũng sửa đổi nhiều. Nhưng mà cho đến hôm nay thì vẫn còn tật xấu chứ chưa có hết. Đó là bao nhiêu tật xấu nè? Em kể hết ra đây. Nhây sao? Nhây cực kỳ. Vừa nhậu say về là bạn chồng em điện là hôm nay cho Thành ở lại đi ngủ đơn vị nghe. Thì em cũng nghĩ là say với về thì cũng nguy hiểm thêm giao thông nữa thì thôi. Anh ở lại ngủ đi. Em khóa cửa lại ngủ là tầm nửa tiếng sau là chồng em về. Về là trên tay cầm bánh tráng trộn, trà sữa các kiểu trên lề đường, ai có bán gì là chồng em mua hết. Trời ơi, đây không phải thật xấu rồi. Lẳng trên xe rồi về cái anh biết chở đó bụng này kia, anh mua này kia các kiểu rồi đó. Là em ngồi ăn đi rồi ngồi nhìn hồi là cả tầm 3 phút là ngáy luôn. Tiếp tục cái gì nữa nè? Dạ, như là ngủ ngáy. Em biết là cái ngáy đó là không có kiềm chế được. Nhưng mà khi mà tỉnh em nói thì chồng em bảo là anh ngáy đâu. Xong rồi cái em mới ghi âm lại luôn, xong rồi em đưa. Trời ghê vậy hả? Thôi cái ngáy bỏ qua đi, tại tội nghiệp ổng. Rồi còn gì nữa nè? Dạ là không có lãng mạn anh ạ. Không lãng mạn. Không, lãng xẹt thôi chứ không có lãng mạn. Trong đời là chỉ có một lần mua bông tặng em mà bông cúng chỉ là lộn bông cúng thôi. Dạ. Em mong muốn Thành thay đổi điều gì? Thứ nhất là nhậu kiềm chế lại. Bớt lại. Nhậu ví dụ như mình nhậu thường ngày là mình nhậu 10 ly mình mới say thì mình có gia đình rồi. Nhậu tầm 7 ly thôi, 6 ly thôi. Dạ. Nó bảo đảm được sự an toàn đó. Đúng rồi. Thứ hai nữa là chồng em là một người sống nội tâm. Giỡn nói chuyện nha thì nói nhiều lắm nhưng mà đi làm mỗi khi mà về em thấy mặt chồng em kiểu như không được thoải mái á, căng căng ra thì em có thể hỏi là hôm nay chồng bị cái gì hả, sao mà thấy chồng không có cười vậy. Mà chồng á không có gì đâu, mà không có gì mà nhìn nét mặt thì em có thể đoán được. Nhưng mà không kể, nhưng mà mỗi lần đi nhậu say về thì mới kể hôm đó anh vậy đó, thì say về thì mới nói. Rồi bây giờ tới Thành đó. Dạ, và em cũng không có tật xấu gì, chỉ có mỗi tật là ngủ thì có ngủ có thể lăn được
mọi tư thế luôn. Hai vợ chồng đã ôm nhau bình thường nha, nhưng mà sáng em dậy là em ôm cái chân của vợ em rồi. Có nghĩa là bà xây giống như xoay cái kim hò. Cái đấy là không phải tật xấu đâu em ạ, cái đấy là ngoài vòng kiểm soát. Cũng vô thức. Thôi đôi này em thấy là quá hạnh phúc rồi anh ạ, viên mãn. Em có mong muốn vợ thay đổi cái điều gì và mong muốn vợ mình có thêm cái gì nữa? Qua chương trình này thì muốn vợ hiền hơn chút nữa. Hiền lắm rồi đấy. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì chị mong là ước mơ của Thành sẽ thành hiện thực. Và sang năm thì hai bạn sẽ có một thiên thần nhỏ được ra đời. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Có muốn nói gì với vợ không? Hôm nay qua chương trình này thì chồng cũng muốn cảm ơn vợ đã cùng đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn cuộc sống. Chúc vợ luôn luôn khỏe và xinh đẹp hơn. À, đấy, vợ rất là xúc động, không muốn nói gì với Thành không? Dạ, em mong chồng em là sửa tính, là cứ như là về cũng quan tâm với nói chuyện tâm sự với em nhiều hơn. Rồi, cảm ơn hai em nha. Cảm ơn hai bạn. Có những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nha, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình. Chị tự chủ động giới thiệu nhé. Rồi, chị tên là Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 30/10/1968. Chị hiện là đã về hưu rồi, giáo viên về hưu rồi. Chỗ ở hiện tại của chị là ở xã 1, khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị thì nói chung là điểm yếu là chắc rất là nhiều. Như bây giờ thì như là lớn tuổi rồi thì cái nhớ nó cũng giảm bớt phần nào, nên là chị đã chọn cái về hưu sớm. Và hiện nay cái mà chị, cái thế mạnh của chị hiện nay á, thì là chị rất là chị hát hò được hả chị, hay là chị biểu diễn gì? Chị thì hát thì không hát, nhưng mà chị là tham gia, chị bắt đầu sau khi về hưu thì chị bắt đầu, chị là giáo viên dạy văn, cho nên là sau khi về hưu thì chị đã tìm đến với lại văn chương, đam mê mà, nên là hay thích là đi đây đó trải nghiệm để mà sáng tác những cái gì mà mình thích. Văn thơ rồi này kia. Văn thơ. Dạ vâng, sáng tác văn thơ. Rồi. Trước giờ chị từng kết hôn chưa? Chị đã kết hôn rồi. Ông xã chị mất năm 2011, thì bị bệnh ung thư á. Thì chị có ba đứa con gái, cho nên là một mình chị phải vất vả nuôi con. Bây giờ các con đã lớn hết rồi thì chắc lẽ ở một mình cô đơn quá, buồn quá, nên là dạ vâng, người bạn để mà có thể đồng hành với chị trong cuộc sống cũng như là trong với những cái quãng ngày còn lại đó. Dạ vâng. Rồi chị, vậy là con của chị là các bạn là mấy, bao nhiêu tuổi nhỉ? Đứa con đầu của chị là sinh năm 91, cháu hiện đang làm ngân hàng ở Bình Dương. Còn bé thứ hai thì học sinh năm 99 và đang học năm thứ tư đại học tâm lý. Bé thứ ba là sinh năm 2004, hiện đang học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Vâng. Vậy là từ cái lúc mà chồng mất tới giờ là cũng có con nhiều người giới thiệu cho chị những cái mối quan hệ để mà chị làm quen không? Cũng có khá nhiều. Thì con nó cũng kết cho mẹ vào Zalo, Facebook, rồi những cái trang bạn muốn hẹn hò rồi này kia, để tìm một cái người mà đồng hành với mẹ. Nhưng mà có lẽ hơi khó quá. Dạ vâng. Rồi chị mong muốn tìm được cái mẫu người như nào ạ? Chị thì bây giờ là cũng thích thư giãn với chị già đi đây đó. Mà khi chị đi đây đó cũng là cái công việc để mà đam mê văn chương.
nên là chị muốn tìm một cái người bạn đồng hành cho chị, thì cũng có sức khỏe, thì cũng đã về hưu như chị, ở cái tuổi đã về hưu, vì về hưu rồi thì có thời gian để đi đây đi đó, rồi cũng kinh tế cũng ổn định là vậy thôi. Nếu mà được là giáo viên thì càng tốt. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì từ bằng chị đi 55 đến cho từ 62 đi. Rồi. Trong khoảng 55 đến 62 là được. Rồi. Về ngoại hình sao ạ? Nói chung là nhìn được đi. Cứ nhìn được là được rồi. Chỉ có quê quán vùng miền. Không quan trọng về quê quán vùng miền đâu, ở đâu cũng được. Nếu mà người đó cũng độc thân giống chị, tức là họ cũng độc thân ở một mình, không vướng bận gì mà con cái nữa đó, thì nó thoải mái hơn. Rồi, em cảm ơn chị Dung. Hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen với chị, để bọn em liên hệ với việc tìm cái người phù hợp cho chị, xong rồi sẽ có biên tập làm nội dung với chị ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, chị cảm ơn chương trình rất nhiều. Chào em. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình ạ. Chị sinh ngày 3 tháng 6 năm 1979. Họ tên chị là gì ạ? Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Công việc quê quán của chị ở đâu? Hiện tại chị đang ở đâu ạ? Chị ở Đức Hòa, Long An. Công việc của chị ạ? Chị là làm tóc phun xăm thẩm mỹ thôi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Chị Tiên. Điểm mạnh của chị hả? Dạ. Điểm mạnh của chị là chị tự lập từ nhỏ đến giờ. Rồi. Điểm yếu. Điểm yếu thì hơi vụng về trong nấu nướng. Rồi. Chị từng kết hôn chưa ạ? Chị kết hôn và chị cũng ly hôn nay được 3 năm. Hai anh chị sống với nhau được mấy năm? Sống được 12 năm em. Rồi có mấy cháu ạ? Chị có một cháu. Cháu bây giờ mấy tuổi, đang học tập hay làm việc đâu ạ? Cháu của chị học lớp 9, 14 tuổi. Rồi, 14 tuổi. Lý do mà anh chị ly hôn? Sao em? Tại sao mà mình sống 12 năm mà ly hôn chị ạ? Ông xã của chị có đứa nhỏ và bạo lực gia đình. Cái chuyện đấy nó xảy ra xuyên suốt 12 năm hay là những cái giai đoạn gần cuối thì nó mới xảy ra? Xuyên suốt 12 năm em. Tại sao chị vẫn chịu được? Nói chung chắc chưa có hết duyên hết nợ với ông xã chị. Có dự nhỏ từ lúc chị bắt đầu sinh con của chị á, là bây giờ con riêng của chồng chị cũng được 13 tuổi rồi. Chị biết chuyện đấy từ lâu rồi đúng không? Đúng rồi, diễn ra từ lâu, nhưng mà tại chị cố gắng, nhưng mà cuối cùng thấy không được nên chị mới chia tay được 3 năm thôi. Rồi bây giờ là dứt khoát chưa? Dứt khoát hẳn 3 năm rồi em. Dạ. Sau đó thì 3 năm sau đó thì chị có đi tìm những cái mối quan hệ nào để mà mình tiếp tục cuộc sống hôn nhân không? Chị thì bây giờ chị cũng có nhà riêng, chị sống với mẹ già, nên chị cũng tìm người mà cũng người thực sự chân chính để mà chia sẻ buồn vui. Rồi. Về ngoại hình của cái người mà chị yêu cầu, chị mong muốn nào? Trung bình thôi.
trung bình thôi, tại cỡ mấy 6-7 đổ lại là được. Công việc nghề nghiệp quê quán? Chị thì chị ở Đức Hòa, chị muốn người đó thì tầm ở Sài Gòn về Đức Hòa cũng gần, cứ xa rồi. Hơn nữa thì thôi. Rồi. Công việc sao chị? Công việc thì nói chung là cái độ tuổi người chị muốn tìm khoảng 40 đến 50, công việc cũng phải có cái khoản tài chính đủ trang trải cuộc sống gia đình. Rồi. Trang trải về quê quán vùng miền miền Nam đi chị ơi cưng. Miền Nam đúng không? Đúng rồi. Rồi. À, mà cái người mà cùng hoàn cảnh với mình thì có được không ạ? Đúng rồi, cả tuổi chị thì chỉ có người cùng hoàn cảnh cũng đã từng ly hôn thôi, hoặc chết vợ rồi chứ nguyên vẹn hay làm gì có. Rồi ạ. Rồi ok, em cảm ơn chị Tiên nhé. Thì hôm nay cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen. Nếu có tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với chị ha. Thường thường cái chương trình của mình á, diễn ra như vậy á, rồi khoảng độ bao lâu nó mới bắt đầu quay sóng em? Dạ phải tìm được người phù hợp rồi tụi em mới gọi được cho chị cơ. À tùy theo thời gian, mình không biết trước được phải không? Dạ vâng. Rồi rồi vậy chị cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Ừ, chào bạn, bây giờ bạn giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhá. Dạ. Yeah. Em tên là Cao Thị Hồng Nhung, sinh 1984. Công việc hiện tại của em là giám đốc điều hành hành chính của doanh nghiệp nước ngoài. Quê quán là ở Phú Yên, hiện tại sinh sống tại Đồng Nai. Công ty của mình là làm về mặt gì nhỉ? Dạ, điện tử. Điện tử. Rồi, hiện quê của bạn đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên. Hiện tại đang làm ở Đồng Nai. Dạ. Điểm mạnh của Nhung là Nhung là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, giao tiếp. Sao ta? Ở sạch sẽ chị. Em ở sạch lắm. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay bà sống tình cảm á, nóng tính. Nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính mà bộc phát thì mình sẽ như thế nào? Em thì không, trước đây thì có nóng tính, có bộc phát, nhưng bây giờ thì không có như vậy nữa. Bây giờ là kìm lại, em nóng tính em đi ra ngoài. Nóng tính đi ra ngoài. Trước đây thì nó sẽ là như thế nào? Trước đây là em ném đồ á chị. Rồi. Mình đã từng kết hôn chưa? Trên giấy tờ thì em chưa có kết hôn. Chưa kết hôn. Chưa có kết hôn trên giấy tờ, nhưng mà còn mối mối quan hệ khác là sao? Mối quan hệ thì em là có 3 con, 2 con ruột và 1 con thụ tinh nhân tạo. 3 con. Rồi. Mình kể chi tiết một chút xíu nha. Dạ. Yeah. Là mình quen anh đó xem như nào, đến với nhau mà chưa kết hôn à? Có nghĩa là cái người đó với em thì hồi trước đây sống sống về sống chung với nhau thì cũng là vợ chồng rồi, nhưng mà em không có muốn làm giấy kết hôn, tại vì em không thích mang mang họ của cha. Ủa Trân ơi, chị Hà Phương trả lời cái vụ thép chưa? Ơi bạn. Alo. Dạ. Thì là bạn, do bạn không thích con mang họ cha. Dạ. Tại sao mà mình lại có cái suy nghĩ đấy, hay như là mình không thích thôi? Tại vì trước đây ông xã của em là người nước ngoài á. À. Rồi em sẽ là người nước ngoài. Thì hai bạn sống với nhau bao nhiêu lâu? 5 năm chị. Sống với nhau 5 năm. Tại sao chia tay? Nó hơi là cũng tế nhị á,
Thì chồng của em là cũng cao to, với lại cái nhu cầu sinh lý của ảnh nhiều á, và lại em bị áp lực công việc làm cho mình bị áp lực hả? Dạ. Thế là cái đứa con mà thụ tinh nhân tạo đấy là sau khi chia tay hay là chưa cùng mới luôn? Cái đứa con thụ tinh nhân tạo là mới đây. Là, dạ. Là mới đây đúng không? Dạ. Bây giờ các con đang ở đâu ạ? Các con đang ở với em. Cả ba con đúng không? Dạ vâng. Rồi. Bạn mong muốn tìm một mẫu người như nào? À, em chỉ muốn cái người đó là biết quan tâm nè, chăm sóc gia đình, có thể là phụ việc nhà, thương yêu các con của em. Rồi. Nhưng mà phải có công việc ổn định. Còn đối bạn như nào là công việc ổn định? Chủ là phải có công việc rõ ràng á chị. Công việc rõ ràng. Dạ. Mức thu nhập bao nhiêu thì ổn? Em không quan trọng cái đó. Rồi. Quê quán, vùng miền, tuổi tác? Quê quán thì em không quan trọng luôn. Rồi. Còn tuổi là ưu tiên cho em, những người sinh năm 1976 và 1977 ạ. À, thích ngày 1976, 1977. Dạ. 1977. Rồi. Cái người đó chị chọn cho em người phong độ xíu cao chút, cao to, có bụng. Rồi. Còn gì nữa? Còn gì yêu cầu về chàng trai không? Cái người đó biết phục việc nhà là được rồi. Rồi. Bạn không thích điều gì ở đàn ông? Nói mà không làm được á chị, cái miệng luyên thuyên á. Rồi. Rồi. Ok, cảm ơn Nhung nhé. Thì hôm nay là chương trình đi tìm, chương trình liên hệ với bạn để mà làm quan trước á, xong rồi sẽ tìm cái người làm nó tạm phù hợp, xong rồi sẽ liên hệ với bạn sau nhé. Dạ, em cảm ơn chị.